Rồi em chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay em mới về thêm mấy dòng điện thoại nha. Bây giờ em sẽ vô test máy và báo giá từng cái dòng điện thoại nha. Rồi cô chú anh chị nào mình nên cái nào thì chốt liên hệ trực tiếp với em nha. Số điện thoại của em đây nha. Số điện thoại Zalo của em đây, cô chú anh chị mình cần thì cứ điện cho em nha. Rồi bây giờ em sẽ vô em test máy, em test iPhone trước. Hôm nay em có về iPhone nhiều nha. iPhone và iPad nha. iPad 4, iPad Air 1, iPad mini. Rồi bây giờ em sẽ vô em test máy từng cái cô chú anh chị này mình đang chốt với em ha. Thì chiều tầm 4:30 em bán ở sân vận động Tân An nha. Cô chú anh chị nào ở khu vực thành phố Tân An mình mua máy xe máy trực tiếp á, thì cứ tới số nhà 42 Văn Đình Phùng không ngại ha. Còn chiều á, thì cứ ra sân vận động mình mua mình xe máy trực tiếp luôn. Còn cô chú anh chị nào ở xa thì em có ship code toàn quốc nha. Ship code thì trước khi nhận hàng cô chú anh chị mình được quyền kiểm tra hàng ha. Cho nên cô chú anh chị an tâm nha. Còn tiền cọc của cô chú anh chị mình cọc cho em á, không có mất mát đồng nào đâu nha. Thì tiền cọc thì cũng từ trực tiếp vào tiền cái đơn hàng của cô chú anh chị luôn. Rồi trước tiên thì em sẽ test cái dòng rẻ đó bên em ha. Hôm nay em có về Z5 nè. Z5 2016, RAM 2, bộ nhớ 16. Con này thì em sẽ bán cho cô chú anh chị giá 700k nha. Em có một cây duy nhất à. Máy đẹp ha. Máy đẹp. Máy đẹp mà màn đẹp mình xem được Zalo, Facebook, YouTube luôn nha. Tất cả các chức năng ở trong đây thì em đã có tải sẵn hết cho cô chú anh chị ha. Rồi còn cái này là dòng Android, còn iPhone đó thì em cũng tải sẵn hết luôn. Cô chú anh chị nào mình không có tài khoản iCloud thì cứ nói em tải giùm. Muốn tải gì thì nói em tải giùm nha. Còn thông thường thì Zalo, Facebook, YouTube, Messenger em tải sẵn luôn. Rồi cô chú anh chị nào mình có tài khoản iCloud thì về mình cứ đăng xuất cái tài khoản trong máy ra nha. Tài khoản trong máy là tài khoản của ông xã em nha. Rồi mình đăng nhập cái tài khoản của mình vô là mình xài bình thường nha. Tất cả các dòng máy bên em là iCloud sạch. Rồi tài khoản Google bên dòng Android á thì cũng là của em luôn, em tải sẵn hết luôn rồi. Em tải Zalo, Facebook, YouTube cho cô chú anh chị hết. Về mình chỉ để sim vô mình xài thôi. Rồi con này thì Z5 2016 ha, giá chỉ có 700k thôi mà máy đẹp nha, là máy đẹp màn đẹp luôn nha. Đây thì em sẽ bấm cái màn cho cô chú anh chị mình xem nè, nó không có hồng không có đốm gì hết ha, giá chỉ có 700k thôi. Cái này mình xài Zalo, Facebook rồi ha. Nó xin mình mua về để cho em bé ha, người lớn gì xài cũng được ha. 700k. Rồi A8. A8 hôm nay thì em có hai cây ha. Màn hình này nó to nha. Cái này là dành cho người lớn tuổi mình xem YouTube là ok luôn á. Nè. RAM 2 bộ nhớ 32. Con này thì em bán cho cô chú anh chị giá 850 nè. Màn hình rất là sáng nha. Màn này là màn viên nha. Chụp hình cam trước cam sau ok hết nha, máy rẻ tiền nhưng mà chụp hình vẫn phải đẹp nha cô chú anh chị nha. Rồi em sẽ đổi cam lại nha. Ok hết nha, cái nào cũng vậy. Cô chú anh chị nào mình mua thì cứ kết bạn Zalo với em nha, để em cho xem máy trực tiếp luôn. 850 em có hai cây ha, một cây màu gold và một cây màu trắng nha. Còn cây này là G7 2016, cái cây đầu tiên là G5 nha, cái này là G7, cái màn nó to hơn nha. Con này thì nó cũng nghiêm chỉnh hết. Đây, Zalo, Facebook, YouTube, Messenger đoạn có tải sẵn hết luôn ha. TikTok luôn. Cái này mình thêm mình lấy cây này nó 700 ngàn, thay vì mình thêm 100 ngàn nữa thì mình lấy cây này nó sẽ bự hơn nha. Xài nó ok hơn, tiền nào của nấy nha cô chú anh chị. Máy nó có tiền nó mắc hơn thì nó phải ngon hơn nha. Rồi cái màn của nó nè, không có ám ố gì hết. Rồi 800k nha, máy đẹp nha.
Rồi hôm nay em có về cây Redmi ha. Chung thì hôm nay cũng lâu rồi em mới lại ha. Bán nhà 2 ngày em đi mua lên nhập hàng về, cái chiều lại cái ông xã em ra ngoài sân rộng bán mấy dòng máy mới nhập, cái về cái em không còn máy để em like nữa, cho nên em không có like. Bữa nay em đi Sài Gòn về sớm cho nên tranh thủ like nha, chứ để mai nhiều khi không biết còn máy để like không. Cái này là Redmi C12 nha. Con này thì RAM 3, bộ nhớ 32 nhưng mà pin rất là trâu nha cô chú anh chị. Con này là dòng pin 6000 nha. Máy màu đỏ nè, màu đỏ cam rất là đẹp luôn, 99% ha. Vân tay rồi còn ok hết nha. Màn hình này 6.6, 6.7 gì đó nha. Cô chú anh chị nào mình xài pin trâu thì cứ chọn cái em này nha. Đây chụp hình cũng ok luôn nha, cái tay em chạm nha, nó ngút nó chạm không bị thoát ra. Rồi đây cam trước cam sau ok hết. Con này em bán cho cô chú anh chị giá 1,8 triệu nha. Redmi C12 RAM 3, bộ nhớ 32, pin 6000. Giá 1,8 triệu. Mà chơi game ok luôn á. Dòng Redmi nó RAM thấp nhưng mà nó cũng mạnh nha. Rồi con này là A31. A31 này mới nhập về cây màu xanh nha, một cây duy nhất. Hàng này là hàng mới về nha. Rồi A31 thì RAM 6, bộ nhớ 128 nha. Cái dòng này là pin 5000 nha. Màn hình tay thỏ ha, chụp cam trước cam sau ok hết. Đây cam trước nè, cam sau nè. Cảm ứng rồi ok hết. Cô chú mình mua máy bên em trước lúc nhận hàng thì được quyền kiểm tra hàng ha. Mình test máy thoải mái luôn, mình để sim cho mình nghe gọi luôn nha. Rồi ok thì mình mới nhận nha. Con này em bán cho cô chú anh chị giá cũ nha, 2,4 triệu. Cái dòng này thì em bán rất là chạy ha, vừa bán nhập lần không có nhiều ha, tại hôm nay có một cây thì em nhập một cây nha, bán xong là em sẽ nhập về liền chứ không có để hụt hàng nha. Cái này A31, A51 thì lúc nào em cũng có nha. Rồi 2,4 triệu nha. Rồi tiếp theo cây A51 nè. A51 này cũng RAM 6, bộ nhớ 128 luôn ha, mà pin có 4,5 thôi nha. RAM 6 bộ nhớ 128, pin 4,5, màn hình đục lỗ nha cô chú anh chị. Camera đục lỗ. Đây cái cam nè, cam rất là sáng đẹp nha, máy mình không có chỗ nào chê luôn nha, máy thì máy đẹp 99%. Tình trạng có sao thì em báo hết nha, máy nào có lỗi gì thì em báo lỗi ha. Mà thường là máy rẻ tiền thì nhiều khi nó bị hư cam hoặc là nó bị cam mờ được thôi nha, chứ còn phần còn lại là nghiêm chỉnh hết nha. Con này thì em bán cho cô chú anh chị giá 2,7 triệu nha. A31 nè, giá 2,7 triệu. Rồi tiếp theo thì em sẽ like iPhone ha. iPhone bên em nè, iPhone 6G, iPhone 5S thì lúc này lâu lâu có hàng đẹp thì em mới nhập ha, còn không có hàng đẹp thì em cũng không có nhập nha. Mấy cái hàng đó giờ cũng xài hơi chậm cho nên em ít có nhập. Lâu lâu có cây nào đẹp ken mới nhập. Không có cây đẹp ken bán rồi. Rồi cây này 32GB ha, 6G 32GB, máy đẹp 98%, màu sẫm bạc ha. Pin là 100 nha cô chú anh chị, mất vân tay, pin 132GB. Rồi cây này em bán giá 1 triệu nha, 32GB giá 1 triệu. Cam trước cam sau gì ok hết nha. Cô chú anh chị nào mình muốn mua thì kết bạn Zalo với em gửi hình cho xem nha. Rồi 64GB, 64GB 6G, hôm nay em có 3 cây luôn nè.
ba cây một màu ha, màu gold 64G này thì em bán cho cô chú anh chị giá 1,1 triệu ha, 64G, hai cây pin 100, còn lại một cây 98% ha, cây 98% là pin zin của nó nha, còn hai cây kia thì pin em đã thay rồi nha, nhưng mà pin 100 thì cô chú anh chị nào mình muốn lấy cái nào lấy. À, tất cả dòng iPhone bên em điện thoại nha thì được tặng ốp lưng và cường và cáp sạc nha, còn cây nào có cường lực đó thì em sẽ tặng cho cô chú anh chị luôn nha, có cường lực sẵn thì em tặng luôn. Rồi, còn cây này không có ốp lưng nè thì cô chú anh chị nào mình mua thì em sẽ gắn ốp lưng vô. Đây em còn ba cây ha, 64G giá 1,1 triệu. Rồi hôm nay 6S nha, 6S 32GB còn vân tay, 6S Plus nè, 6S Plus 32GB còn vân tay luôn, full chức năng hết, nghe gọi rồi độ ok hết nha. Rồi các chức năng thì em đã tải sẵn hết cho cô chú anh chị trong đây luôn nha, nè Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, Messenger rồi đầy đủ hết nha. Cô chú anh chị nào mình không có tài khoản iCloud thì cứ nói với em tải, muốn tải gì nói em nha. Rồi cây này 32GB còn vân tay luôn nha, pin 100. Em sẽ bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu 7 nha. 32GB pin 100 giá 1 triệu 7. Rồi con này là 6S Plus luôn. 6S Plus 3 nó cũng 32GB luôn nhưng mà cây này nó mất vân tay. Em sẽ bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu 6 ha. Cây hồi nãy là cây màu hồng là còn vân tay, còn cây màu trắng bạc này là mất vân tay nha cô chú anh chị. Là được cái ốp lưng ha, ốp lưng và cáp sạc. Giá 1 triệu 6 thì mất vân tay nha. Rồi thì nãy giờ em like là cái dòng máy em mới về nha. Rồi thì hàng tồn của em là còn cây iPhone 8 nha. iPhone 8 100 ý 256 GB. Để em coi cái phần pin của nó nha. Pin là 100% luôn nha cô chú anh chị. Máy màu đỏ nè, phần sau nó là mặt kính nha, phần tám phần sau là mặt kính, máy cũng đẹp căng luôn nha. Đây nè cô chú anh chị, mình mua hàng bên em trước lúc nhận hàng được quyền kiểm tra hàng nha. Còn mà về phần máy xài trong vòng tuần lễ nha, có lỗi gì cô chú anh chị cứ điện thoại cho em nha, điện cho em là em trực tiếp nghe máy luôn ha, hoặc là ông xã em nha, điện ngay số này nha cô chú anh chị. Mua máy bên em điện cho em là em hoặc là ông xã em nghe, chứ còn ngoài ra là không có ai nghe nữa hết nha. Em bên em là bán là em sẽ tự tư vấn khách luôn nha, tự trao đổi với khách ha, không có phải bán máy tầm bậy tầm bạ, mà khi mình bán thì mình nói chuyện cái gì cũng ok ha. Rồi khi mà khách nhận rồi thì cho người này người kia nhau nghe máy là bên em là tuyệt đối không có vụ đó nha. Rồi bên em nè cái 8 lốt này nè, 256 GB mất vân tay, pin 100%, em sẽ bán cho cô chú anh chị giá 3 triệu rưỡi nha. Rồi tiếp theo hôm nay em có về iPad này nha. iPad mini. iPad mini 16GB mất. 16GB là pin 100 ha. Đây. Con này thì không có xài sim nha, máy thì đẹp, đẹp ha, tình trạng máy đẹp hết, không có con nào trầy xước gì nhiều nha. Nên là máy cũ là vậy là rất là đẹp luôn rồi. Nó cũng 97 98% ha.
hoàn toàn không có đầy luôn, hoàn không có đầy xước ám ố gì hết. Đây 900k một cây ha. Cây này là 16 g. À, pin 100. Pin tắt, pin này là pin mới nha. Con nào mà pin nó cầm thì em nói cầm, còn con nào pin mới thì em nói với cô chú anh chị là pin mới. Nhưng hai con này là pin mới nè. Là em bán cho cô chú anh chị nha, giá 900 nha. 900k một cây bát mini ha. Rồi iPad E1 máy đẹp nè, máy đẹp kem luôn nè. Màn của nó nè, chụp hình nè, iPad nè, chụp hình đẹp đi không, cam trước nè. Đó. Rồi thì cái dòng này thì em sẽ mở YouTube cho cô chú anh chị xem luôn nha. Cái này mới về em chưa kịp tải luôn, bây giờ em sẽ mở test lo trong Safari cho cô chú anh chị mình xem nha. Chưa kịp tải về luôn. Test trực tiếp cho cô chú anh chị mình nghe để mình dễ mua hàng ha. À, máy đẹp keng luôn nè. Bốn góc thì nó chỉ hơi hơi mốc nhẹ thôi nha. Nè. Nó hơi mốc mốc nhẹ nhẹ thôi chứ không phải là mốc nhiều ha. Cô chú anh chị nào mình muốn mua thì các bạn Zalo với em nha, em sẽ quay kỹ càng hơn gửi video cho cô chú anh chị mình xem nha. Lo bọng gì ok hết. Rồi con này em sẽ bán cho cô chú anh chị giá 2.150.000 nha. Máy đẹp nha, iPad E1 2.150.000. Thì cái dòng iPad này á, là cô chú anh chị mình bây giờ á, hiện tại ha là xài được Zalo, Facebook, YouTube tất cả. À, như iPad 4 bên em á, thì hiện tại bây giờ em bán là em có sai em nói vậy nha. Thì iPad 4 á, là em tải Zalo, nếu mà tải á, là tải về được hết nha, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, Messenger luôn. Em tải về được hết luôn. Nhưng mà khi cô chú anh chị về á, mình đăng nhập vô, mình đăng nhập cái Zalo với lại các Facebook của mình á, thì nó không có vô nha. Thì cái này thì em trường hợp này thì em đã gặp nhiều rồi, cho nên thì mua bán có làm sao em nói vậy. Thì riêng cái kênh của em mà có làm sao em nói vậy nha, thì đó thì nó từ tình trạng của nó là nó vậy đó, gì cho nên em sẽ nói với cô chú anh chị biết. Nếu mình có xài Zalo, Facebook á thì mình chọn iPad E1 này ha. Còn riêng về cái kênh của em nha, còn ai bán mấy kênh khác nó bán iPad 4 mà nó Zalo, Facebook, YouTube ok hết đó, thì em biết nha. Đây iPad 4 anh em nè, em cũng có bán iPad 4 luôn, nhưng mà có sao em báo vậy nha. Nhà máy là máy đẹp can luôn ha. iPad 4 anh em là có xài sim luôn nha. Đây em tải về được rồi nha, em tải Zalo, Facebook, YouTube về ok hết. Nhưng mà khi cô chú anh chị mình TikTok á, thì mình nhập vô mình coi TikTok được nha, còn YouTube thì mình coi rồi ok nè, còn Zalo với Facebook á, là không nhập vô được, không nhập Zalo vô được, nhập vô là nó sẽ bị thoát ra. Thì khi mình tải về thì mình tải về được. Như hôm trước em không biết á, thì em nói ừ em tải về Zalo, Facebook, YouTube mình xài ok hết, còn bây giờ mình xài không được nữa, cho nên em nói không được nữa. Rồi cái này thì để em mở nhạc em test lo luôn nha.
iPad bên em á là cái lo nó như đài phát thanh vậy đó. Cái này thì cô chú anh chị mình mua về để xem YouTube nè, hát karaoke nè, rất là ok. Hát karaoke thì nó ok ha. Tết này cô chú anh chị mình mua về xài hát karaoke, chứ mình để ra giường ngủ trưa mình nghỉ mệt mình nghe ca nhạc nữa ha. Nha, cái loa của nó rồi, cái này có xài sim bên em bán giá 1,4 triệu nha. Mấy bữa hổm là em bán giá 1,3 triệu là không có xài sim. Cái này là có xài sim nè. Xài sim là mình không phải sim nghe gọi nha cô chú anh chị, mình cứ để sim vô mình kết là mình mở 3G lên mình nghe mình coi YouTube được thôi ha. Hoặc là có xài Zalo Facebook rồi thì mình coi được, còn bây giờ nếu xài Zalo Facebook không được thì mình cũng không có thấy được nha, không có coi được, mình chỉ lướt TikTok với lại xem YouTube thôi. Rồi mở 3G hát ok đều được, mình chọn cái này ha, mua cho bé xem YouTube luôn. Rồi giá 1,4 triệu nha. Rồi cái này cũng là iPad 4 nha. Cái này là mua cái cây này đặc biệt được tặng gấp lưng nha, là tại vì cái lưng nó xấu nha. Nó xấu thì em sẽ tặng gấp lưng nha cô chú anh chị. Đây thì em sẽ mở cho cô chú anh chị xem. Xấu thì nên em che lại đó. Nhà nó xấu vậy nè. Đó. Vì nó sẽ bị trầy trầy vậy ha. Thì cô chú anh chị nào mình mua cái này thì mình được sẽ được tặng cái ốp lưng này ha. Cái ốp lưng này là ốp lưng mới nha, ốp lưng mới luôn chứ không phải ốp lưng cũ rồi nha. Đó. Máy nó xấu thì mình tặng cho khách thì mình tặng ốp lưng mới chứ không phải tặng ốp lưng cũ nha. Ốp lưng cũ em cũng có nè kìa, em không tặng ốp lưng cũ, em tặng ốp lưng mới luôn đây. Đó, nó xấu vậy nè. Thì máy thì máy cũ mà ha, mình mua thì chủ yếu mình lo với màn hình là ok rồi. Cái này nè em sẽ mở lo cho cô chú anh chị nghe luôn nha. Màn hình rất là đẹp ha, không có đốm gì hết. Nói chung là máy bên em á là em nhập hàng là em test kỹ dữ lắm luôn á, mà em cũng chọn hàng đẹp em mới nhập, cái hàng xấu em có nhập đâu. Cái hàng nào mà mua về mình bán được thì mình mới nhập, cái mua về mình để đến năm đó hoài không bán được em không có nhập. Đây, đây là cái loa ha. Rồi cái iPad 4 này là cái like cuối cùng của em nha, cái máy cuối cùng của like này. Cô chú anh chị nào mình mua thì kết bạn Zalo với em, không mua thì mình xem đăng ký kênh, hôm nào mình cần thì mình mua cũng được nha, em cảm ơn nha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi hôm nay là em chỉ like máy mới thôi nha, còn cô chú anh chị nào mình muốn mua máy Samsung hoặc là Vivo gì đó thì mình cứ coi cái like kế của em nha. Tại vì máy mới em làm máy mới thôi mà, hôm nay em làm máy mới thôi mà em không làm máy cũ ha. Hôm nay là mình like máy mới nhập về không. Rồi em chào mọi người nha. Bye bye, hẹn gặp lại nha.